Vô 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 vô, bô xin ba, đưa bô, chìa khóa đây. Mẹ lầu lắc quá. Hôm nay là Tùng nhỏ đã chơi lại với Melbourne nha anh em. Ok, đây là tiếng bô xin của chiếc CBR 1000. Hôm nay cái project của tụi mình sẽ là đây. SC project. Nice. Thì cái bô jean mà mình order thẳng từ SC về các bạn thì nó sẽ được gửi trực tiếp về nhà. Cái thời gian mình chờ cái bô này á là khoảng nhiêu? 3 tháng. Cả 3 tháng đó các bạn, tại vì mình order tầm tháng 11 thì nó bị kẹt hai cái kỳ UN, một cái kỳ lễ đó là hai kỳ lễ chứ là Noel với lại Tết Tây. Cho nên là tới hôm nay thì nó mới về tới tới Úc được. Ủa? Nó được làm tại làm tay, làm bằng tay ở ở Ý luôn á. Là sau ba đụng mở hộp ra có một hộp khác trong đây. Nó cái này gọi là double box. Cái thằng SC Project mà của Oceania á thì là nó là của, nó gọi là của châu gì? Châu Úc hả? Châu Úc hả? Châu Đại Dương á. À, rồi châu Đại Dương á, whatever. Thì nó có văn phòng đại diện ở Úc. Thì nó sẽ gom order của tất cả những người muốn order bô. Thì nó sẽ đặt order ở ở bên Ý. Rồi ở bên Ý sẽ sản xuất và đóng container gửi về Úc. Từ Úc nó mới phân phối đi. Thì cái thùng này là cái thùng mà nằm trong container nè. Thùng này nè. Đó. Rồi sau đó nó về, nó sẽ phân ra. Nó coi ship ai ship ai thì nó mới bỏ vô cái thùng này. Nó ship cho khách. Má cũng rảnh hơi ghê ghê ha. Má lâu rồi ship luôn rồi. Từ bác đu. Dạ rồi. Nè được bọc rất kỹ với các bạn. Cái này chỉ phải đeo bao tay làm ba. Tất nhiên rồi bộ. Titanium là không có handle bằng tay không được. Nhiều quá. Ok, giờ đi vô đấy rồi nghề ra. Mở ơi, bậy. Má có cần thì vô nói vợ nha. Không có lấy bô mình tự làm nha. Ok, vô vô lấy đồ má. Ok, đây là chiếc đồ một điện thoại của mình. Thì nó đã được bán cho một chủ nhân người Việt. Của một thanh niên luôn. Cảm sắp gia hội, gì gia nhập hội gì á, biker em ở Melbourne. Nghĩa là mốt mình sẽ chạy chung với chiếc này mà đeo phanh tú nữa. Cái bình xăng mình tháo ra để mình đem đi sửa cái vết mà vết đem mốt, vết mốt nhỏ nhỏ. Thì tuần sau mình sẽ lấy xe về rồi lấy bình xăng mát. Xe thì ở đây. Ờ quên lấy bình xăng về. Cái này hồi sáng mới chạy đi mua rồi $30. Ủa mua chưa? Mua rồi. 30 hả? Ừ. Thì nó hỏi em bao lại trà sữa. Bao nhiêu tạ tội. À, đéo tin luôn á, đụng đừng 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 quá, đừng có cãi. No that's not funny. Ok, giờ tới quy trình pha quên tháo bô thì ok, mình phải coi cái nghiên cứu thử coi cái bô này nó được gắn làm sao đã mình mới tháo ha. Thì trước tiên mình thấy á, là ở đây là có cái gì, van bô hả? Cái van. Ừ, van bô thì nối dây lên túi trên này, thì ở đây có một cái để tháo xuống nè. Ủa, có phải tháo van ra luôn không? Ừ, em nghĩ là tháo van ra xong rồi mua cái xong rồi thì ở đây có một con ốc giữ, như kia có một cái nữa là xong rồi. Ok, thì để coi tháo trên đây trước là hai con 5mm đó nha. Nói chứ nói 5mm mới cộng lên Việt Nam là dị nghị nữa đúng không? Ừ, là bị chửi nữa. Nếu có thằng cameraman nào mình lăn xả như em đó ta, vừa quay vừa phụ vừa edit luôn, quá đỉnh. Cái này cái hộp cái miếng che ABS á, thì cái servo body nó nằm dưới á. Ở đâu ABS nè. Ừ. Đây cái dàn ABS nè, cái này là cái servo body nè. Mình đi cần tháo mình giật dây nữa nè. Cái wallet kit hôm bữa nó có cái chức năng là disable cái này nè. Vậy ông không cần mua, không mua kia luôn, nhưng mà cái wallet thì nó đắt hơn xíu. Thì cái nắp của nó dưới này, cái nắp của nó ngay đây nè. Hôm nay gió nha các bạn, bởi vậy tiếng mà nó có bị ảnh hưởng thì cũng xin lỗi các bạn nha. Bắt đầu. Đó, sao lại bị điện. Hay nha, nó ệt vậy thôi hả? Ừ. Ở đù một cục gà bả luôn hả? Đó, về là ra hết rồi nè. Damn. Ok, giờ mình tháo bô thôi. Tháo bô. Sao sẽ được nghe tiếng bô rồi các bạn ơi. Má, nghe giống bao nhiêu lên như bao lâm đúng không?
Các bạn ơi, các bạn ơi. Cái kia là mọi người ơi mà. À, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người hãy cùng lại đây nghe bô SC nè. Để nói sơ sơ về cái cây bô của mình thì là cây bô của mình là cây SC Project S1. Thì theo mình biết là như SC là nó chỉ có vài vòng thôi, vài dòng thôi, nhưng mà nó kiểu nó customize cho từng cái cổ bô của từng chiếc xe khác nhau á. Thì cái này không biết mình đúng hay không nha, nhưng mà theo cái quan sát của mình á thì mình thấy những chiếc xe ở Việt Nam á là những cây bô đó là những cây bô mà họ mua về có cái lon thôi, không có cái cổ. Có cái lon không có cái cổ, còn cái cổ là những cái anh làm bô ở Việt Nam mà tự chế. Phải công nhận là cái đó là cái rất là hay của Việt Nam mình, tại vì có những cái mà họ chế mình thấy là nó đẹp hơn của ở trong chính hãng nó bán luôn á. Phải công nhận là hay. Ok, tiết mục khen xong rồi. Chạy qua lại với Tú nè. Tới đâu rồi Tú? Đang coi cái dây, cái cable nằm ở đâu nè. Ok, như vậy là đã lấy được cái đồ điều khiển, cái servo mà để điều khiển cái cổ bô ra rồi nè. Rồi giờ đang nhảy vô ra hả? Ủa, nó có con ốc mà hả? Có con à. Đu. À, tướng này hài vãi chưởng luôn á. Damn, nặng không? Cũng không nặng lắm mà. Ha, không nặng lắm. Em, ơi, hỏi xuống. Đi à. Ok, giờ xé bao nè. Mọi người ơi, xé bao nè. Em. Cái khoảng cách này mình chờ bao nhiêu lâu rồi ta? 3 tháng. Trời, nó hàng đẹp vậy. Ừ, quá. Đu thứ, coi nó hàng nè các bạn. Sao thêm nữa mà nó hàng kìa. Vãi kết. Nó hàng mà giống như là mình gắn một cái băng rôn gì lên vậy. Cậu dê cho kèm nha các bạn. Ủa này cái gì vậy? Cái gasket đó. Này của cái zin đó hả? Damn. Xấu quắc vậy ta. Ok, anh Tú đang gắn vô nha các bạn. Đó là tiếng xe tư này. Để cho ốc đẹp quá con. Cho cái này để gắn ở đây nè. Okay, coi con ốc đây các bạn. Đẹp chưa? Okay, đẹp mấy nồi. À thiệt ra nói luôn á là lúc đầu mình mua cây này á là mình rất đắn đo cây này với lại cái cây Acrobovic. Cái Acrobovic, nhưng mà Acrobovic mà cái loại mà như R1 đó các bạn biết không? Nó dài đây lên nè. Thì cái cây đó gắn á là phải chấp nhận bỏ cái gác chân sau. Thì gác chân sau sẽ tháo ra, sẽ gắn một cái bát để mà giữ cái cây bô lại để không có bị rung á. Cho nên mình thôi, mình không thích. Tại vì sau này mình sẽ chở bô mình nghĩ là em mình nữa. Nên là ok. Bỏ định đó. Bay qua SC thì thấy có cây này quá ok. Chơi luôn. Chơi chứ chứ để Tú cà khịa hoài. Cứ hỏi bô để máy chưa. Nếu vui. Ok, giờ thì anh Tú phải tháo cái servo ra để mà lấy cái miếng nhựa ốp vô lại cái ở dưới đây. Chứ không thôi là ở đây có nguyên cái lỗ chà bá luôn á, nhìn thẳng đi nhìn xuống. Thấy không? Đó. Ok. Giờ gắn đó xong, mình sẽ đầy cho các bạn coi nha. Thì thường á mình xài WD-40 để clean mấy cái bề mặt trên bô. Cho dù nó là stainless steel ấy gì, inox hoặc là titanium á, không phải chùi cho. Tại cái dầu này tí hồi bô nó nóng nó bay hết à. Thì nhưng mà nó để lại cái bề mặt nó rất là láng. Sạch sẽ. Không dấu vân tay. Về không dấu vân tay. Đây có màu nè thấy không? Có màu là nhìn là biết titanium liền nè thấy không? Titanium. À ví dụ mà bô này mà em nẹt hoài cái bô nó có tím lên không? Chắc đâu có tím luôn à. Vậy khó tím lắm. Tại vì nó rất là khó khi mà nóng hết nóng ở tay luôn. Khó. Được nhưng mà khó. Chỉ có nước đi khò thôi. Ở đây học quẹt ga mà. Thôi khỏi đi. Ngồi ghê mẹ. Mình khò nó kỳ lắm. Cái màu nó không có được đều. Ok, và đây là con ốc cuối cùng trước khi mà mình sẽ có thể đề được cái bô. Ok, done. Ngon. Rồi ok. Ok. Chuyển đi anh Tú. Leo lên. Tú quá sao leo kỳ vậy? Ngã. Ba. Đâu phải ai cũng nặng như em. Rồi, ok. Quay đi. Nữa lại bóp càng nữa, có thể xe lồn được có lên cũng bóp càng.
ghê luôn á. Ok, okay. Cho đi. Mã 8, 3 tháng chờ đợi, 1.300 đô, cây SC Project trên chiếc CBR 1000 RR 2017. Ok, anh em thấy sao? Nghe ngon đúng không? Nếu anh em thích cái video này á, cho mình một cái thumbs up, một cái like. Nhớ subscribe cho channel mình nữa nha, để đón nhận những cái video sau này. Ok, mình và Tùng Nhỏ. Peace, bye bye. Ủa mà thumbs up là sao, là đang coi xong cái thấy hay là cái đưa tay như vậy á hả? Thumbs up. Bấm nữa mà. Nhấn nhồi. Ok, bye bye anh em. Bye bye.